phụ nữ chúng tôi không dám nói ra nhưng trong lòng thì rất là đau khổ, cũng khiến cho cái hành trình mà tìm kiếm con cái của tôi cũng trở nên rất là nặng nề. Hai vợ chồng lấy nhau thì cũng lâu chưa có em bé, thì em với cả chồng em đi khám. Sau đấy thì bác sĩ kết luận là bị buồng trứng đa nang, thì nó hơi khó để tự nhiên ấy. Thì em mới quen bác sĩ Hà, thì đến bác sĩ cũng tư vấn là làm thụ tinh nhân tạo trước. Lần đấy thì làm không thành công ấy, thì là em bảo bác sĩ là thôi, để em thời thêm thời gian để em chuẩn bị sức khỏe cũng như là tất cả mọi thứ để mà làm thụ tinh ống nghiệm. Chuẩn bị xong mọi thứ thì là em liên hệ với bác, thì là bác sĩ với cả y tá cũng nhiệt tình tiến hành là làm cho vợ chồng em. Thứ nhất là nó cũng tiết kiệm chi phí, thứ hai là mình cũng tin tưởng hàng tuần hàng tháng thì cũng đi kiểm tra xem là chúng nó có khỏe hay không. Cũng may mắn là làm một lần thì được luôn cả hai bạn này. Trung tâm hỗ trợ sinh sản tỉnh Vĩnh Phúc đã cử cán bộ xuống học tập tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và chúng tôi đã chuyển giao công nghệ cho cán bộ của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài việc chuyển giao các cái kỹ thuật theo cái cách thức cầm tay chỉ việc để chuyển giao công nghệ, thì chúng tôi cũng hướng dẫn và chuyển giao cả những cái cách thức quản lý một cái trung tâm, đặc biệt là về độ an toàn trong kỹ thuật chuyên môn, về an toàn trong quy trình luật pháp để đảm bảo cái tính chặt chẽ của luật pháp trong cái trung tâm hỗ trợ sinh sản, giúp cho các cán bộ sau khi học xong được chuyển giao công nghệ thì thực sự về có thể thực hành ngay tại cơ sở mới của mình. Thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc với loạt nghị quyết số 03 năm 2016 và nghị quyết số 11 năm 2021, thì ngành y tế tỉnh đã sớm tham mưu để bệnh viện sản nhi tỉnh được thành lập từ tháng 8 năm 2009 với mong muốn xây dựng và phát triển một bệnh viện chuyên khoa sâu phục vụ công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân về lĩnh vực sản khoa và nhi khoa. Chúng tôi cũng được phân công theo yêu cầu của Bộ Y tế với vai trò là những nhà thẩm định cái trung tâm hỗ trợ sinh sản của tỉnh Vĩnh Phúc. Thực sự thì về bệnh viện rất rộng rãi khang trang và bệnh viện cũng đã chú trọng và coi cái trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện là một cái mũi nhọn hàng đầu, cho nên mặt bằng, trang thiết bị, cách tổ chức bố trí cũng như tất cả những cái phương tiện phụ kiện khác để phục vụ cho người dân, cho bệnh nhân, thì chúng tôi thẩm định và chúng tôi rất hài lòng với một sự ra đời sau nhiều trung tâm khác trong cả nước. Nhưng sự đầu tư quán triệt và đây là những mũi nhọn, và với những mũi nhọn nhiều kỹ thuật là rất cao, đòi hỏi độ chính xác, tinh tế, quy trình chặt chẽ nghiêm ngặt, thì cái trung tâm hỗ trợ sinh sản của tỉnh Vĩnh Phúc với sự đầu tư tinh thần trách nhiệm của cán bộ nhân viên cho một cái mũi nhọn là kỹ thuật y học như thế này, thì chắc chắn đây là một trung tâm rất tin cậy và hứa hẹn, và người dân có thể rất yên tâm đến với trung tâm. Trong tương lai thì tỷ lệ thành công của trung tâm cũng sẽ rất cao nếu như ngay từ đầu mình đã đầu tư bài bản cũng như là có một định hướng rất là trách nhiệm với một trung tâm rất cao như thế này. Chúng tôi đã đào tạo cho Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc tất cả là 9 cán bộ, đào tạo về những cái kỹ thuật, trang bị những kiến thức cơ bản cho các cán bộ về học. Các cán bộ cũng sẽ được tham gia vào quá trình khám bệnh và chữa bệnh cho những bệnh nhân hiếm muộn dưới sự giám sát rất là chặt chẽ của các chuyên gia ở trung tâm chúng tôi. Kết thúc cái quá trình đào tạo trong 2 năm, mỗi một bác sĩ lâm sàng của Sản nhi Vĩnh Phúc họ đã tự làm được 20 ca thụ tinh ống nghiệm, và với cái kết quả rất là khả quan trong số bệnh nhân mà các nhân viên của Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc đã thực hiện, lên đến kết quả có thai là tới 60%. Ngoài cái được đào tạo về kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm, các kỹ thuật liên quan đến khám chữa bệnh nhân hiếm muộn, thì chúng tôi còn hỗ trợ cho các cán bộ Sản nhi Vĩnh Phúc thực hiện cái quy trình quản lý cũng như là vận hành một trung tâm thụ tinh ống nghiệm. Vì vậy, ngoài đảm bảo về chuyên môn,
họ còn có năng lực để có thể quản lý rất là tốt quy trình cũng như là cách vận hành của trung tâm tiêm nhiễm. Và đến giờ phút này thì có thể khẳng định rằng các cán bộ của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc hoàn toàn có thể làm việc một cách độc lập và tự tin để thực hiện tất cả các kỹ thuật thủ tinh ống nghiệm. Với rất là nhiều nỗ lực, phấn đấu, lao động và học tập, xây dựng của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện, cho đến nay thì đã được thực hành khám chữa bệnh tại một cơ sở rất là khang trang và hiện đại. Cả hai lĩnh vực sản và nhi của bệnh viện đang thực sự là phát triển mạnh mẽ, đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật thông thường và nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho hai nhóm đối tượng mà xã hội đặc biệt quan tâm là trẻ em và phụ nữ. Ngành Y tế tỉnh đã có chỉ đạo để bệnh viện cử cán bộ, thầy thuốc được học tập và đào tạo từ rất sớm về một số mũi nhọn kỹ thuật y học tiến bộ. Riêng về lĩnh vực sản khoa thì đã có những đột phá mang tính rất là thực sự. Được thành lập từ tháng 11 năm 2020, sau khi đội ngũ thầy thuốc được đào tạo bài bản và thành thạo, thì trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện đã được đầu tư với gần 60 tỷ đồng về trang thiết bị chuyên dụng và đã được đánh giá là một trong hai trung tâm hiện đại nhất miền Bắc nước ta hiện nay. Với quyết định công nhận Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của Bộ Y tế sẽ cho phép trung tâm được thực hiện đầy đủ, đồng bộ và toàn bộ các công đoạn của quy trình cho các cặp vợ chồng, các trường hợp đến khám chữa bệnh vô sinh được hỗ trợ cho đến khi cháu bé được chào đời. Đây là cơ hội rất lớn được mở ra cho rất nhiều cặp vợ chồng còn đang khó khăn trong vấn đề sinh đẻ ở tại tỉnh Vĩnh Phúc và các khu vực lân cận của tỉnh, được thực hiện ước mơ, nguyện vọng và hạnh phúc gia đình ngay tại tỉnh nhà với những chi phí thấp hơn, thuận tiện hơn rất nhiều so với các trung tâm ở tỉnh ngoài. Bệnh viện Sản Nhi là bệnh viện chuyên ngành sâu về chuyên ngành sản phụ và nhi khoa, có các cái lĩnh vực điều trị về cấp cứu sản và các cái chuyên ngành sâu về sản và đa khoa về nhi khoa, bao gồm cả nội nhi, sơ sinh và ngoại khoa. Bệnh viện có một cái tổ chức bộ máy 32 khoa phòng và trung tâm hoạt động trên cả ba lĩnh vực về ngoại, về nhi và về phụ sản. Thì trong đó có rất nhiều kỹ thuật mà được triển khai có tính chất là chuyên sâu, đặc biệt là kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thì cũng đã được triển khai từ năm 2018 cho đến nay, và các cái kỹ thuật từ đơn giản phức tạp, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì cũng được Bộ Y tế cũng đã cấp phép để cho bệnh viện có khả năng thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại đơn vị. Là bác sĩ phụ trách trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, và tôi cũng là một trong những người đầu tiên được bệnh viện cử đi học về kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Quá trình chuẩn bị chúng tôi khá dài, bắt đầu từ năm 2019 chúng tôi đã viết đề án để thành lập trung tâm hỗ trợ sinh sản, và đồng thời trong đề án ấy là đã viết về xây dựng những labo để làm thụ tinh trong ống nghiệm, và đề án đã được phê duyệt. Sau đó là chúng tôi đã cử kíp cán bộ đi đào tạo ở các viện thuộc tuyến trung ương, trong đó có những bệnh viện trung ương và làm về các kỹ thuật về thụ tinh trong ống nghiệm. Năm 2019 thì bác sĩ Đỗ Trọng Cán, giám đốc bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cũng đã xin ý kiến của Thứ trưởng Bộ Y tế, lúc đó đã đồng ý cho Sản Nhi Vĩnh Phúc được làm thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Tôi cũng cùng ekip của chúng tôi với các điều dưỡng kỹ thuật viên và bác sĩ đã được cử đi học các kỹ thuật hỗ trợ về lâm sàng của thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Quốc gia thuộc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Và đồng thời chúng tôi cũng đã liên hệ cử được một bác sĩ và kỹ thuật viên đi học về labo của thụ tinh trong ống nghiệm. Đầu tiên là chúng tôi cử được một bác sĩ đào tạo hệ có chứng chỉ của Bệnh viện Tâm Anh. Và sau đó là chúng tôi đã liên hệ với một số cơ sở khác như là bộ môn mô phôi trường Đại học Hà Nội, nhưng mà họ không nhận đào tạo về chuyên viên mô phôi của IVF. Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu để tiếp theo sau kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là các kỹ thuật mang tính chất hỗ trợ để tạo lên sự đồng bộ và hiện đại hóa, có tính hệ thống và làm tiền đề để mở ra cho các kỹ thuật cao khác sẽ được thực hiện
như là ngân hàng mô để lưu trữ và phục vụ cho việc phát triển lĩnh vực y học, ứng dụng công nghệ tế bào gốc và mô phôi trong chữa bệnh. Năm 2020, tôi đã liên hệ được với anh Tường của Bệnh viện Mỹ Đức và anh cũng đã đồng ý cho nhận đào tạo chuyên viên mô phôi trong tôi. Nhưng năm đó đại dịch Covid xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh nên là cái ekip của tôi không đi học được. Và cũng rất may là bác sĩ Đỗ Trọng Cán đã liên hệ được với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, và thầy Ánh cũng đã đồng ý nhận cái ekip của chúng tôi để đào tạo. Và lúc đó là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chưa được cấp chứng chỉ đào tạo và chúng tôi sẽ học theo hệ cầm tay chỉ việc. Và tôi và ekip của chúng tôi đều được học tập tại khoa hỗ trợ sinh sản và hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đến thời gian sau thì chỗ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được cấp cái chứng chỉ đào tạo cho toàn bộ ekip lâm sàng và các bác sĩ và chuyên viên, kỹ thuật viên học chuyên về mô phôi theo hệ chứng chỉ của tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chúng tôi vừa học và vừa làm thành tạo các kỹ thuật cơ bản cũng như kỹ thuật nâng cao trong các cái kỹ thuật về thụ tinh trong nghiệm. Hiện tại chúng tôi đã đào tạo được 9 cán bộ, bao gồm cả bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, cả về lâm sàng cũng như về các kỹ thuật cơ bản của trong labo, trong lab của hỗ trợ sinh sản. Được cấp phép để hoạt động trung tâm là một cái quá trình chuẩn bị rất là công phu, từ cơ sở vật chất, thiết bị cho đến đào tạo con người và đặc biệt tổ chức cái bộ máy để hoạt động. Và chúng tôi cũng đã được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Ngay sau khi mà được cấp phép thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo trung tâm hội sinh sản, đặc biệt là cái đơn vị IVF tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Sản Nội để triển khai các kỹ thuật này tại đơn vị. Đặc biệt là các kỹ thuật đã được đào tạo thì có thể triển khai ngay. Và tiếp theo trong giai đoạn tới thì triển khai thêm những kỹ thuật cao hơn nữa để mà phục vụ đa dạng các cái nhu cầu của người dân về trong lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn và đặc biệt là thụ tinh trong nghiệm cho người dân không chỉ Vĩnh Phúc mà các vùng lân cận. Trong ngành hỗ trợ sinh sản thì labo được ví với là trái tim của một trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm. Điều này thì đúng với cả nghĩa đen lẫn là nghĩa bóng. Trong sự thành công của một chu kỳ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm thì vai trò của labo đóng vị trí then chốt, thường được đặt ở vị trí trọng yếu nhất của trung tâm và được bao bọc bởi rất nhiều lớp bảo vệ. Các kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được thực hiện ở Việt Nam nói chung cũng như ở tại hỗ trợ sinh sản và Nam học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúng tôi nói riêng đều đã bắt kịp với thế giới. Ở đây chúng tôi thực hiện được tất cả các kỹ thuật, các quy trình từ cơ bản như là thu nhận, xử lý noãn, xử lý tinh trùng, chữ lạnh, noãn, phôi, tinh trùng cho đến các kỹ thuật nâng cao chuyên sâu như tiêm tinh trùng và bào tương noãn, sinh thiết phôi cho xét nghiệm di truyền tiền làm tổ. Ở trên thế giới thực hiện kỹ thuật nào thì tại đây chúng tôi đều thực hiện được thuần thục tất cả các kỹ thuật đó. Sau thời gian đào tạo được trực tiếp tham gia vào tất cả các quy trình làm việc dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ tại labo chúng tôi, cộng với khả năng tiếp thu rất tốt thì tất cả các cán bộ, các bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã hoàn toàn làm chủ được các thao tác kỹ thuật trong labo. Các bạn đã có thể thực hiện được các quy trình từ cơ bản như thu nhận noãn, xử lý tinh trùng, chữ lạnh, giao tử và phôi cho đến những kỹ thuật chuyên sâu nâng cao như tiêm tinh trùng và bào tương noãn, như sinh thiết phôi cho xét nghiệm di truyền tiền làm tổ. Các bạn hoàn toàn đủ khả năng và có thể tự tin thực hiện tất cả những quy trình kỹ thuật đấy tại trung tâm của mình. Sau quá trình đào tạo, tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật của các thầy phụ sản Hà Nội, hiện tại tôi có thể tự tin nói rằng là trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn toàn làm chủ được các kỹ thuật cơ bản cũng như các kỹ thuật nâng cao thụ tinh trong ống nghiệm, bao gồm những kỹ thuật cơ bản đối với lâm sàng như là chuẩn bị bệnh nhân, chuẩn bị hồ sơ, rồi kích thích bù trứng theo các phác đồ, rồi cho rụng trứng, rồi tiến tới là chọc trứng, hút trứng và chuyển phôi thì chúng tôi đều làm thuần thục. Đồng thời các kỹ thuật cao hơn, khó hơn đó là giảm thiểu phôi thì chúng tôi cũng đã thực hiện thành công. Còn đối với các chuyên viên mô phôi ở trong labo thì họ cũng đã thực hiện được tất cả các kỹ thuật cơ bản, bao gồm có nhặt trứng, đếm trứng và kỹ thuật cao hơn đó là
tiêm tinh trùng vào bảo tương ICSI, rồi kỹ thuật cao hơn là sinh thiết phôi. Hiện tại bây giờ tất cả các kỹ thuật cơ bản cũng như nâng cao về lĩnh vực thụ tinh nhông nghiệm, Trung tâm Hỗ trợ Sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tự tin rằng có thể hoàn toàn làm độc lập được. Được sự tin tưởng của lãnh đạo Bệnh viện Sản Nhi, tôi đã được cử đi học chuyên ngành hỗ trợ sinh sản tại các trung tâm IVF trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong 2 năm vừa qua, tôi được tham gia đào tạo tại khoa hỗ trợ sinh sản và năm học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, dưới sự hướng dẫn tận tình, tận tâm của các chuyên gia về IVF, tôi được giám sát thực hiện từng thao tác, từng quy trình kỹ thuật một cách bài bản. Và đến nay thì tôi đã được trực tiếp tham gia vào các quy trình kỹ thuật về labo thụ tinh trong ống nghiệm trên các bệnh nhân cụ thể. Quá trình chuyển giao và đào tạo kỹ thuật về labo hỗ trợ sinh sản từ cơ bản đến nâng cao tại khoa hỗ trợ sinh sản và năm học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được các thầy cô hướng dẫn hết sức là nhiệt tình và chi tiết bằng phương pháp cầm tay chỉ việc, một thầy một trò. Và đến thời điểm hiện tại, tôi có thể tự tin làm thuần thục các quy trình về labo ở trong thụ tinh trong ống nghiệm một cách độc lập. Các quy trình kỹ thuật về labo thụ tinh trong ống nghiệm bao gồm các quy trình xử lý và thu nhận loãn, xử lý tinh trùng, nuôi cấy phôi, đông giã phôi, tiêm tinh trùng vào bào tương loãn, sinh thiết phôi để phục vụ cho xét nghiệm tiền làm tổ. Quá trình chuẩn bị của chúng tôi chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là chúng tôi lắp đặt các trang thiết bị tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, các chuyên viên, các thầy của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Giai đoạn 2, sau khi lắp đặt hoàn thiện tất cả các thiết bị của labo tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc thì chúng tôi tiến hành để làm hoàn toàn tất cả các kỹ thuật về thụ tinh ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, tôi đã nhận các cặp vợ chồng điều trị vô sinh hiếm muộn bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Chúng tôi làm các khâu từ xét nghiệm, làm hồ sơ bệnh án. Sau khi đủ các điều kiện thì chúng tôi kích thích buồng trứng và cho dụng trứng tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Sau đó chuyển bệnh nhân về khoa hỗ trợ sinh sản và năm học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ở đó ekip của tôi và các điều dưỡng, kỹ thuật viên, bác sĩ mô phôi trực tiếp làm chọc trứng, tạo phôi, nuôi phôi tại khoa hỗ trợ sinh sản và năm học Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau đó những cái bệnh nhân mà có đủ điều kiện để chuyển phôi thì tôi và ekip cũng trực tiếp chuyển phôi cho bệnh nhân. Sau khi mà chuyển phôi xong thì bệnh nhân sẽ được chuyển về Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc để điều trị tiếp. Hiện tại bây giờ chúng tôi đã thực hiện được khoảng 45 chu kỳ kích trứng, kết quả là đã có 9 cháu ra đời. Tôi thì sinh bé đầu tiên là mổ đẻ. Sau 3 năm thì tôi không thể có thai được tự nhiên thì tôi đã đi khám ở một số cơ sở ở dưới điều trị ở dưới Hà Nội. Bác sĩ ở dưới đấy cũng có bảo là tôi rất khó có thể có thai được tự nhiên. Tôi được gặp bác sĩ Hà đã khám cho tôi toàn diện, chẩn đoán cho tôi một số nguyên nhân gây vô sinh. Nhưng quan trọng nhất đó là tôi có vấn đề về khuyết tiết sẹo mổ cũ. Sau đó thì bác sĩ Hà và cùng với lại ekip làm IVF tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã điều trị và sửa khuyết sẹo cho tôi. Sau đó thì bác sĩ Hà là người trực tiếp chẩn đoán kích trứng, chọc trứng, chuyển tạo phôi và chuyển phôi cho tôi. Và may mắn trong lần chuyển phôi đầu tiên tôi đã thành công. Và gia đình tôi đã sinh được một bé trai, cháu rất là khỏe mạnh, nên là cháu được 6 tháng. Tôi và gia đình tôi rất là vui mừng, hạnh phúc, rất chân thành cảm ơn bác sĩ Hà và Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản thuộc Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ạ. Khi chúng tôi được học về điều trị vô sinh thì kỹ thuật thụ tinh trong miệng là một kỹ thuật để điều trị vô sinh. Khi khám một bệnh nhân vô sinh thì phải khám đầy đủ để tìm ra các nguyên nhân vô sinh, trong đó các nguyên nhân như về nội tiết, nguyên nhân về cơ học do tử cung, do vòi tử cung. Và ở những cái trường hợp mà điều trị như trường hợp bệnh nhân này thì chúng tôi phát hiện ra đây là một cái tình trạng sẹo vết mổ hay khuyết vết mổ gây tụ dịch, nhưng mà tụ dịch ở vết mổ thì nó đây là một cái môi trường không tốt cho quá trình làm tổ của cái phôi thai. Và cái kỹ thuật mổ sửa khuyết sẹo vết mổ đây là một kỹ thuật khá phổ biến và chúng tôi làm thường quy tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc. Đối với cái trường hợp bệnh nhân
đã được điều trị, tìm ra các nguyên nhân và điều trị các nguyên nhân mà mình đã tìm ra, thì trường hợp đấy chúng tôi đã thành công khi chuyển phôi lần đầu tiên và nó đã đem lại kết quả thành công cho bệnh nhân cũng như vợ chồng chúng tôi đã lấy nhau và chung sống với nhau được hơn 1 năm vẫn chưa có kết quả. Vợ chồng chúng tôi đã đi khám xét ở rất là nhiều nơi nhưng không được kết quả như mong muốn. Ban đầu chúng tôi rất là thất vọng, rất là may mắn sau đó vợ chồng chúng tôi đã được giới thiệu đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Ở đó đã được các bác sĩ và các điều dưỡng rất tư vấn rất là nhiệt tình và hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm tại trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Qua quá trình tư vấn và điều trị tại trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc và Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chúng tôi được các bác sĩ và các điều dưỡng rất là nhiệt tình. Kết quả bây giờ chúng tôi đã được có một em bé trai được hơn 30 tuần, rất là khỏe mạnh. Qua đó chúng tôi đã tiết kiệm được rất là nhiều chi phí và thời gian, không phải đi lại xa giữa các nơi mà chỉ cần làm tại trung tâm hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Chúng tôi rất là cảm ơn các bác sĩ và các điều dưỡng rất là nhiều. Đây là một lĩnh vực nó có tính nhân văn rất là cao, cũng như đòi hỏi cái đào tạo chuyển giao kỹ thuật và thực hiện nó rất là phức tạp và chi phí rất là lớn. Thế thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng là quảng bá hình ảnh của bệnh viện để người dân biết đến và đến được thụ hưởng kỹ thuật này. Đồng thời trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng cái nguồn ngân sách của tỉnh để hỗ trợ cho mỗi một ca thụ tinh trong ống nghiệm khoảng 15 triệu đồng để cũng bớt cái khó khăn cho người dân đến khám và điều trị, vì trong những lĩnh vực này thì hoàn toàn bảo hiểm không được chi trả. Và tiến tới thì chúng tôi cũng đang đề xuất một cái chính sách là xin tỉnh hỗ trợ cho đối với những cái cặp vợ chồng khó khăn, đặc biệt những trường hợp phải là sàng lọc những cái bệnh di truyền trước sinh để tăng cái chất lượng dân số, để cho hỗ trợ cho người dân đến khám và điều trị, để mà cho cái trung tâm hiện nó thực hiện một cách có hiệu quả mà nó thể hiện cái tính nhân văn ở trong đó rất nhiều hơn.